Thanh Thảo xin gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Nét Việt TV. Chào mừng quý vị đến với Nét Việt Show. Kính thưa quý vị, trong những chương trình Nét Việt Show, Thanh Thảo đã nhiều lần trình bày cùng quý vị. Chúng tôi luôn mang đến cho quý vị những thông tin về văn hóa, đời sống của người Việt Nam chúng ta, để chúng ta là những người Việt hải ngoại có dịp để gợi nhớ về một Việt Nam thương yêu của mình. Mình nhớ về những điều tốt đẹp nhất khi mà chúng ta sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Và bên cạnh đó, những đứa trẻ lớn lên tại hải ngoại cũng có thể hiểu được văn hóa của mình, yêu thương nước Việt Nam mình và tự hào mình là người Việt Nam. Và chúng tôi cũng nhiều lần giới thiệu với quý vị những gương mặt nổi bật trong cộng đồng của chúng ta. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Thanh Thảo giới thiệu với quý vị một gương mặt mà Thanh Thảo tin rằng cộng đồng người Việt chúng ta không chỉ ở San Jose mà ở khắp nước Mỹ đã biết đến anh. Thưa quý vị, nếu mà quý vị đã từng xem những băng gần đây, những DVD nhạc gần đây của trung tâm Asia, quý vị chắc chắn sẽ nhớ một gương mặt rất điển trai, rất thư sinh, rất dễ thương. Thanh Thảo đang nhắc đến quý vị nam ca sĩ Lê Quốc Tuấn. Lê Quốc Tuấn xin kính chào quý vị khán giả của đài Net Việt và xin chào Thanh Thảo. Thưa quý vị, Thanh Thảo xin chào Quốc Tuấn. Tuấn ơi, Thanh Thảo cũng vừa giới thiệu Tuấn đến với những khán giả của chương trình Net Việt TV. Thì có một điều mà Thanh Thảo cũng muốn chia sẻ cùng quý vị. Thưa quý vị, Lê Quốc Tuấn, một gương mặt mà quý vị đã xem những bài hát anh trình diễn ở Asia rất thành công. Phải nhắc đến là nhạc phẩm Anh Là Ai, Một Ngày Không Có Anh, rồi Tôi Không Còn Yêu Em, rồi bài Tiếng Dân Oan, hát cho người dân oan. Thì quý vị có một điều chúng ta rất là hãnh diện, quý vị, Lê Quốc Tuấn là người con của thành phố San Jose, và ngày hôm nay Lê Quốc Tuấn có mặt trong phòng thu của Nét Việt TV. Thì Lê Quốc Tuấn có một chút chia sẻ nào không nè? Quý vị biết sao, đầu tiên thì là Lê Quốc Tuấn xin gửi đến quý vị lời chúc Happy Thanksgiving. Đây là một trong những cái lý do mà Lê Quốc Tuấn về đây nhân dịp Thanksgiving là để về thăm gia đình và có sự xuất hiện ở phòng thu của Net Việt, là tại vì Thanh Thảo cũng đã và Net Việt cũng có lời mời Tuấn một vài lần rồi nhưng mà không sắp xếp được thời gian, nên là cũng hôm nay cũng là một cái cơ hội rất là tốt để mà được trò chuyện với Net Việt TV và có những lời cảm ơn đến quý khán giả. Thưa quý vị có biết tại sao mà Quốc Tuấn nói như vậy không? Thời gian gần đây thì Quốc Tuấn không còn định sống ở San Jose nữa vì công việc, mà khi mà Lê Quốc Tuấn ký hợp đồng với Asia thì đã chuyển xuống miền Nam Cali, nơi mà Lê Quốc Tuấn có thể dễ dàng trong công việc của anh. Và ngày hôm nay thì khi mà mùa lễ đến, Lê Quốc Tuấn trở về để cùng vui với gia đình, sum họp cùng gia đình, thì Net Việt TV mới có dịp bắt cóc anh để đến phòng thu. Thưa quý vị, Thanh Thảo đã nhiều lần liên lạc với Lê Quốc Tuấn để mời đứa con của San Jose có mặt ở phòng thu, nhưng mà ngày hôm nay thì Thanh Thảo cũng như ekip làm chương trình rất hân hạnh và rất vui để gặp lại Lê Quốc Tuấn. Và Tuấn ơi, khi mà Tuấn xuất hiện ở Asia, Thanh Thảo đã biết nhiều lần trước đây là Lê Quốc Tuấn đã sinh hoạt văn nghệ rất là nhiều tại thành phố mình. Và khi mà Tuấn đặt chân đến được với Asia thì có khó khăn không Tuấn? Tuấn có thể chia sẻ cùng với những quý khán giả đồng hương chúng ta. Quý vị ơi, cái con đường nó rất là chông gai, là tại vì đó là chông gai đối với Tuấn thôi. Tại vì có nhiều người ta nhìn vô, có thể người ta nhìn cái con đường của mình thì người ta chỉ nghĩ là một con đường nó phẳng phiu, nó rất là dễ đi. Nhưng mà đối với Tuấn là người bản thân đi trên con đường đó thì Tuấn thấy nó cũng khá là khó khăn. Là tại vì thưa quý vị biết là trước khi vào trung tâm với Asia thì Tuấn cũng có làm việc với lại trung tâm iMusic Productions, là những anh chị em nghệ sĩ rất là trẻ và rất là có tài ở ngay thung lũng hoa vàng của mình. Thì sau khi Tuấn làm việc với trung tâm iMusic thì Tuấn có hoạt động thêm như, tại Tuấn nghĩ là mình Chúa, Tuấn là đạo Công giáo thì Tuấn nghĩ là Chúa cho mình được cái giọng hát, thì nếu mà hôm nào mình không có đi diễn thì mình đưa vô nhà thờ mình hát với ca đoàn, thì là coi như là
một phần là mình đi lễ, một phần là mình coi như là mình cảm ơn Chúa, là đây là Chúa cho con cái món quà, thì đây là cái cách để con dùng cái món quà của Chúa để ca ngợi Chúa. Thì thì có công việc của Tuấn trong thời gian đó là như vậy, là Tuấn hát San Jose. Thì cái lúc mà Trung tâm Asia có tổ chức cái chương trình mà giọng ca vàng năm 2011 thì Tuấn có đi thi. Thì cái việc ông đi thi thật sự nói, có nhiều người nói là bạn đi thi cho vui, nhưng mà thật sự lúc mà mình đi, miệng mình nói thì thi đi cho vui, nhưng mà lúc mà mình vào những cái vòng trong của họ thì nó rất là căng thẳng. Tại vì thật sự thắng nó cũng có cái hay, và thua cũng không phải là một cái tồi tệ nhất, nhưng mà nếu mà mình làm công việc nào thì mình cũng muốn cái công việc đó nó trọn vẹn, ít nhất là nó cũng mình qua được chính mình trong cái vòng đó. Còn vấn đề mà được hay không thì đây tùy ban giám khảo rồi tùy khán giả bình chọn mình. Thì Tuấn cũng may mắn là Tuấn cũng đi khá sâu và đi vào được vòng final, vòng cuối cùng, vòng chung kết. Thì mặc dù Tuấn không được đoạt giải, nhưng mà Tuấn nằm trong top của họ, cũng trong các thí sinh đó. Thì được may mắn là Trung tâm Asia có ngỏ lời mời lại và cộng tác với trung tâm. Thì cái đó là một điều rất là may mắn. Và cái con đường, nếu mà nói về cái con đường mình ca hát từ xưa tới giờ, thì Tuấn thấy là nó, nhiều lúc mình nhìn lại á, mình nhìn lại cái quá khứ, mình cũng không bao giờ mình nghĩ là mình đi cũng khá xa. Mình đi cũng khá xa, và mình cũng nghĩ là những cái con đường mình đi qua nó khó khăn, nhưng mà mình nghĩ là thôi, nếu mà mình sống vào cái quá khứ hoài thì mình cũng không có biết được cái tương lai. Thì coi như mình để những cái chuyện đó nó nằm về quá khứ, thì những cái chuyện đó là những cái chuyện để nó nuôi nấng mình, cho mình thêm cái kinh nghiệm trong tương lai. Thì Tuấn rất là hạnh phúc những gì Tuấn đang có bây giờ. Tuấn có đồng ý với Thanh Thảo như thế này hay không? Có những người như Tuấn lúc nãy Tuấn có chia sẻ là Tuấn đi đến vòng trong những người trong top, chứ không đạt giải của Trung tâm Asia. Nhưng mà quý vị và Tuấn có đồng ý với Thanh Thảo hay không nè? Có nhiều người đạt giải chứ chưa chắc là được ký hợp đồng với trung tâm. Nhưng mà Tuấn thì đã xuất hiện nhiều lần trên Trung tâm Asia, thì Tuấn có thể lý giải tại sao mà Tuấn có nhận hay không? Một điều nó rất là không có logic, phải không Tuấn? Mình có giải thì mình mới mình sẽ được trung tâm ưu tiên cho mình. Thế mà Tuấn không có giải trong đó vẫn, nhưng mà Tuấn vẫn được ký hợp đồng với Trung tâm Asia, cho nên Tuấn mới dọn xuống Nam Cali ở. Thì điều đó tại sao vậy Tuấn ha? Bây giờ người Việt mình hay có một cái câu mà hay giỡn qua giỡn lại là gọi là hên xui. Quý vị, hên xui có nghĩa là nhiều lúc mình không biết được những cái tương lai thế nào. Tại vì ngay cả trong những cái vòng thi của Tuấn á, rất là nhiều anh chị, rất là nhiều bạn bè hát rất là giỏi. Thì ngoài những người hạng nhất, nhì, ba được vào làm việc với trung tâm, thì một số những người trong cái top 10 gì đó thì cũng được vào làm việc với trung tâm. Và đây là một trong những cái trường hợp rất là hiếm hoi trong những cuộc thi của Trung tâm Asia, là tại vì không phải lần nào trung tâm cũng chọn người thí sinh vậy. Thì nhiều lúc Tuấn cũng không hiểu tại sao, nhưng mà Tuấn chỉ cảm ơn Chúa, cảm ơn Thượng Đế đã cho Tuấn được cái may mắn. Tại vì Tuấn chỉ nghĩ là mình cứ làm hết cái khả năng của mình. Còn cái vấn đề mà mình tính trước, mình plan cái này, mình plan cái kia, kế hoạch này để được cái này, không bao giờ nó đi theo cái kế hoạch của mình cả. Tại vì mình không phải là người quyết định cái đó. Cảm ơn những chia sẻ của Tuấn. Thì Tuấn có nói rằng là hên xui. Tức là mình cứ làm những gì mình nghĩ mình phải làm, và mình làm hết sức của mình. Còn cái vấn đề là cái người họ nhận được, họ cảm giác thế nào, họ nhận cái được cái sự thế nào, thì họ nghĩ là nếu mà họ có khả năng để họ đón nhận cái chuyện đó thì họ sẽ giúp mình. Còn nếu không thì cái chuyện đó nó cũng bình thường, đó là như vậy nha. Thưa quý vị, như Lê Quốc Tuấn vừa chia sẻ thì trong công việc nghệ thuật thì có thể là do hên xui, nhưng mà đối với Thanh Thảo không biết quý vị nghĩ thế nào. Nhưng mà đối với Thanh Thảo, đúng là trong cuộc sống đôi khi chúng ta có cái may mắn đến với mình. Nhưng trong nghệ thuật thì Thanh Thảo tin rằng cái người mà chọn lựa mình cũng phải có con mắt nhìn để biết rằng những tiềm năng của người mình sẽ sắp ký contract, hay là mình sẽ có dịp nâng đỡ người đó. Đó là suy nghĩ của Thanh Thảo. Thưa quý vị, tại sao Thanh Thảo nói như vậy? Lúc nãy Lê Quốc Tuấn có chia sẻ cùng quý vị là trước đây Lê Quốc Tuấn có cộng tác với một nhóm bạn trẻ trong trung tâm A-Music.
Thì thưa quý vị, Thanh Thảo cũng đã có dịp làm việc cùng Lê Quốc Tuấn trong iMusic Production. Phải nói rằng Thanh Thảo rất yêu mến giọng ca của Lê Quốc Tuấn với những bài hát như là Tuyết Rơi Mùa Hè, rồi Người Đàn Bà Hóa Đá, rồi Đồng Hồ Cát, Bơm Tuấn. Thì quý vị biết không, Thanh Thảo có một chia sẻ nhỏ như thế này. Quý vị thử nghe Lê Quốc Tuấn hát bài Tuyết Rơi Mùa Hè đi, quý vị sẽ tin Thanh Thảo. Rất hay thưa quý vị, Thanh Thảo nghe ít nhất là 4 ca sĩ trên bài nhạc phẩm đó. Nhưng phải nói rằng khi mà Thanh Thảo thưởng thức giọng hát của Lê Quốc Tuấn, Thanh Thảo cảm nhận được bài hát có một chiều sâu rất là hay. Mà Tuấn ơi, bài đó đó, cái bài Đồng Hồ Cát, bài Thanh Thảo xin lỗi, bài Tuyết Rơi Mùa Hè, nói về tâm trạng của hai người yêu nhau nhưng mà dường như cũng trắc trở về về hoàn cảnh. Tuấn có trải qua hay không mà Tuấn hát bài nhập tâm như vậy? Tại vì quý vị biết sao, tại vì nói sao đây, cái người á, mình hát hay đâu hay là không hay nó là một chuyện, nhưng mà nó hay là cái người nhạc sĩ họ biết hay, họ biết hay, nên bởi vậy mình nhìn một cái bài nhạc là mình 80% mình cảm được liền, còn 20% là mình phải từ từ, mình phải coi cái bài hát, coi mình phải hiểu cái lyrics nó, cái lời nó hơn. Tại vì trong cái bài hát nó có những cái câu mà Tuấn rất là thích, là nếu, tôi chỉ thích một cái kiểu nếu trong đó, tại có nghĩa là nếu mình không làm cái này thì cái chuyện nó đã không như vậy, nếu mình làm cái kia thì chuyện nó sẽ tốt hơn hay làm sao đó. Thưa quý vị đừng rời màn hình Netflix TV. Sau phần thương mại quảng cáo, quý vị sẽ được thưởng thức nhạc phẩm Tuyết Rơi Mùa Hè với phần trình bày của Lê Quốc Tuấn.